Mới đây, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp nông thôn xúc tiến thương mại giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố năm 2015. Tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Hà Nội cho biết năm 2015, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố Hà Nội đạt 44.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông lâm thủy hải sản ước đạt 231 triệu đồng trên 1 hectare. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, trồng trọt 40,34%, chăn nuôi thủy sản 56,49%, dịch vụ nông nghiệp 3,18%. Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố đã phối hợp trao đổi những kinh nghiệm sản xuất của các sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, v.v. Chương trình xúc tiến thương mại nông nghiệp giữa các địa phương cũng được đẩy mạnh thông qua các hội chợ được tổ chức tại Hà Nội và các địa phương, thu thập thông tin về cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tiềm năng của 28 tỉnh, thành phố với hơn 200 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và hơn 300 loại sản phẩm đã phục vụ tốt cho công tác tư vấn hỗ trợ, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp tiêu thụ với cơ sở sản xuất và con nông dân. Năm 2016, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Hà Nội sẽ nâng cao vai trò là cầu nối giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp an toàn, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt, chương trình xúc tiến thương mại nông nghiệp là một trong những giai đoạn quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đây là vấn đề cấp thiết giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, qua đó đẩy nhanh tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Thành phố Hà Nội sẽ làm mẫu xây dựng các đề án thí điểm bằng các hoạt động như mỗi tuần một phiên chợ an toàn, xây dựng đề án nhận biết và sử dụng sản phẩm nông nghiệp an toàn, v.v.